Vâng ạ, để coi giá trị của iPhone này là bao nhiêu. Các con quý vị nghĩ là tụi em xài đồ tào lao quý vị. Nhà FPT Shop thưa quý vị nha. Giá trị của chiếc iPhone 12 64GB màu xanh 20.990.000. Anh đọc công ty phía trên giùm em nha. Công ty công bằng bán lẻ ghi đặt số FPT. Dạ cảm ơn anh trai rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, hóa đơn có rất là rõ thưa quý vị nha, 20.990.000 đồng. Tuy nhiên khi đọc giải một mình, chỉ có một người đọc giải, người đã nhận về trọn vẹn chiếc iPhone. Hai người đọc giải mỗi người nhận về giùm em đó là 10 triệu đồng. Bốn người đọc giải mỗi người nhận về giùm em đó là 5 triệu đồng. Thông qua mọi lá vé chỉ 70.000 đồng thưa quý vị nha. Vâng rồi, còn ngay bây giờ không để vì chờ đợi lâu, chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với vị ca sĩ khách mời rất đặc biệt trong buổi tối đêm nay. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Quách Tuấn Du. Một vừa hát yêu chân vào mình tình đã kẹt rồi. Đêm qua trắng đêm mơ buồn. Ủa, cái gì vậy trời? Cái gì vậy nè? Đó cái gì này? Một vừa hát yêu chân vào mình tình đã kẹt rồi. Em anh phú khuyên mơ buồn rồi. Xuân ơi, em đi tới đâu rồi Xuân ơi? Em đang tới đâu rồi? Đường mềm không đá, nửa đêm chân vàng nhớ cứ đã qua. Ai nào? Anh chẳng treo mình đi, cô ca xài thêm hoang mắt. Tiếng chiếc kêu đau thương như nước nở giữa trời rừng. Năm rồi rơi đâu đây, sao cứ ở mất chân đường. Tìm về giữa đêm. Ai nào? Đường mềm không đá, nhớ xưa hai người. Kiểm banh nào, hai người lên kiểm banh nha. Rồi mời bên đây một người, mời bên đây một người ạ. Chị ơi, chị lên hoài à. Đó, chị cho những người lạ lạ lên giùm em nha. Rồi Phụng mời rồi Bụng Bự lên đây. Lên đây anh. Lên em, em mời ở đây rồi, giờ mời sang cái đi nha. Rồi. Rồi chúc rồi rồi lên kiểm banh luôn. Okay. Rồi, hai người lên kiểm banh giùm em nha. Lên kiểm banh. Rồi Phùng sẽ mời tiếp ạ. Rồi đợi chiều Phùng chút nha. Ủa, cái gì? Ủa, em ạ. Ai? Rồi, một chút nữa ra em quay banh. Các ủng hộ tụi em nhắn về nha. Và dòng lần này rất là ít người vô số, có khoảng 3-4 người trên sân khấu thôi. Để sân khấu nó sẽ đỡ bị rối cho vị nha. Ai chưa có vé giơ tay lên liền giùm em. Đây là giải thưởng một chiếc iPhone, vé ra bên ngoài ai, ơi. Ai còn vé đem ra bên ngoài nè. Đây nè, các bạn. Đâu. À, rồi tiến chạy qua cái kia, ba giơ tay lên anh ơi. Đó. Bốn người thú vị nha. Và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Giờ số anh quay chiếc iPhone sẽ thuộc về ai thưa quý vị?
số gì đây à? Số gì đang, số gì đang con số gì đây? Số gì đang mấy kỷ niệm con số gì đây à? Ai chưa có nhau còn dùng em mà chạy qua kia chứ ơi. Số gì đây à? Số gì đang mấy kỷ niệm con số gì đây? Chạy ra ngoài luôn nào nào. Số gì đây? Xin mời cứ cắt có giấy giờ mình chờ lại đây. Chờ lại đây nghe cứ suốt ra không biết còn mấy gì ra. Mấy gì ra số gì đã còn số gì đây à. Số gì đã mấy gì đây còn số gì đây. Phát ra tổ chức là bạn của tư kỳ. Sao? Tư kỳ của chị này tư kỳ đã khác. Không còn thưởng thức giọng hát với cung đàn. Phát ra dội dàng ôm cái đàn bé gầy. Phút mười bảy Phút mười bảy người gì đây? Người gì đây? Hey! Đây là quê hương em, một dòng sông xanh nước trà hiên liền. Kia là hiền cầu tre nối liền hai thôn, sớm nắng chiều mưa. Hôm đó anh về, chúc lại hàng theo nắng ấm dài dầu càng khói và tua. Cho em sống lại tuổi thơ ban đầu, ra bước từ đây. Con mười bảy. Số gì đây mày? Thì ra còn có gì đây? Còn có gì đây? Đó đưa đó đây, đó đây, đó đưa đưa đó đây, đó đây, đó đưa đưa đó đây, đó đây, đó đưa đưa đó đây, đó đây, đó đưa. Hey, tôi cũng thấy là vô chợ rẫy. Ba mươi bảy. Số gì đây? Con năm gì đây? Con năm gì đây? Năm gì đây? Thiếp gieo ba đào, phải cả tâm nghẹn ngào thương đau. Mãi tự hưởng một mình mà phi giao. Năm mươi sáu còn mấy kỷ niệm mấy kỷ niệm à? Cái gì nên từng từng là có duyên. Số mười nguyên. Con số mười. Số gì đây? Số gì đây? Con số 8
xuống đi. Hòa xuống nhé. Với 30.000 đồng là trúng 5 phân vàng. Và thưa quý vị, dòng loại này mua một vé được tặng một vé thưa quý vị. Và ngoài 5 phân vàng, quý vị ơi, tụi em tặng thêm con gấu bông nữa nha quý vị nha. Đem phòng là quyền số. Rồi, anh đi với nguyên gia đình đó đúng không? Dạ rồi. Dòng loại sao là 30.000 trúng cái gì xô? Dạ 30.000 đồng là vé mua một tặng một trúng 5 phân vàng và một con gấu bông lớn thưa quý vị. Vâng ạ, em mời lại đây ạ, anh lại đây. Rồi, anh đọc dòng loại đi.